cái buổi chiều đi câu ngày hôm nay ạ. Hôm nay mình lại có mặt ở dưới cái chân đập thủy điện A Dương Hạ của Phú Thiện, quý cô chú anh chị các bạn ơi. Đó, thì hôm nay mua được con máy rồi quý cô chú anh chị các bạn ạ. Hôm vừa rồi đăng video nó lên thì có anh Hoàng Lê cũng biết đi, anh ấy góp ý. Con máy đều đấy, câu. Đó đây khai trương được con máy, hy vọng sẽ có cá với chú các bạn ạ. Mời quý cô chú anh chị các bạn theo ba bố con chú cháu mình trải nghiệm con cá nếu được cá không nhá. Đồng hành với mình hôm nay có Tùng Dương này, con trai này. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Chào chào quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Đó, cô Tú là bạn học của Tùng Dương. Ngày hôm nay hai Tần Phủ Nhí lại tiếp tục đồng hành với mình đi câu quý cô chú anh chị các bạn ạ. Thì qua đây cũng chân thành cảm ơn đến anh Hoàng Lê Úy Thi nhá, anh đã góp ý rất là hay. Đó, mỗi một lần như vậy sẽ rút kinh nghiệm thêm. Đó, cũng mong quý cô chú anh chị các bạn thấy video mình có cái gì khiếm khuyết sơ suất là góp ý để cho mình sửa đổi quý cô chú anh chị các bạn nhá. Cho video ngày càng hay quý cô chú anh chị các bạn ạ. Rồi, bây giờ ba con đi câu thôi, let's go. Let's go. Cô Tú thắng 5-4.
Hai thằng kết nhau đi câu tiếp.
gãy luôn cả. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn theo dõi những clip ba bố con chú cháu đi câu chiều ngày hôm nay ạ. Thì xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Rồi về thôi. Rồi trong chú về mà ấy là. Chú rồi không có gì điện nào. Hôm mai mai về mang cái ấy khỏi nhé. Nhá. Yeah. Okay.